Tham dự chương trình có trên 200 em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Thường Hóa và trường mầm non số 2 Thường Hóa. Trong đó có trên 95% các em học sinh là người Rục, Sách thuộc dân tộc Chứt ở ba bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ. Chương trình Biên Cương Vui Hội Trăng Rằm năm 2024 thể hiện vai trò trách nhiệm của đoàn thanh niên, hội đồng đội cấp tỉnh và sự quan tâm của các tổ chức ban ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với mong muốn truyền động lực học tập, tiếp sức đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã trao 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học và trung học cơ sở Thường Hóa. Đội biên phòng Cà Seng cũng đã tặng quà cho các con nuôi và các em trong chương trình Nâng bước em đến trường của đội biên phòng đang theo học tại trường. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 220 suất quà trung thu trị giá 50 triệu đồng cho các em học sinh. Tổng giá trị học bổng và các phần quà của chương trình khoảng 120 triệu đồng. Hướng về các tỉnh miền Bắc đang phải hứng chịu thiệt hại lớn do thiên tai, ban tổ chức đã không làm mâm cỗ trung thu trong chương trình và dành nguồn kinh phí này để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với thiếu nhi vùng bão lũ. Đồng thời kêu gọi các đại biểu, cán bộ, giáo viên của nhà trường cùng học sinh quyên góp, gây quỹ nhằm hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ.